Phật pháp rộng sâu đất nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng nguyện có Như Lai nghĩa nhiệm màu, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Phật nói kinh A Di Đà. Con nghe như vậy, một thuở nọ đứng Phật ở nơi vườn Kỳ Thọ Cấm Cô Độc nước xa về, cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bừng. Trưởng lão Xa Lời Phất Đại Mộng Kiền Liên Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Mà Câu Huy La Li Bà Đa Châu Lợi Bàn Đà Già Đăng Đàm A Đăng Đà La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề Tân Đầu Lư Phá La Đọa Ca Lưu Đà Di Ma Tân Na Bàn Câu La Nâu Lầu Đàm. Những vị đại đệ tử như thế và hạng đại Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử Dận Đa Bồ Tát Càng Đa Đề Bồ Tát Thường Tinh Tân Bồ Tát cùng với các vị đại Bồ Tát đại chúng cùng đến dự hội. Bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão Xa Lợi Phất rằng: Từ nay qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là Di Đà. Hiện nay đương nói pháp Xa Lời Phật cõi đó vì sao tên là Cần Lạc? Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xa Lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đều bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xa Lời Phật. Lại trong cõi Cần Lạc có hai
bằng bài chất báo trong ao đầy dậy nước độ tám công đừng đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiến sức bằng vàng bạc lưu ly pha lê xa cừ xích châu mã não trong ao có hoa sen lớn như bánh xe hoa sắc xanh tài ánh sáng xanh sáng vàng thời ánh sáng vàng sáng đỏ thời ánh sáng đỏ sắc trắng thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành xa lời phân coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy xa lời phân lại trong coi nương của đức phật đó thường trói giang trời đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời dưới hoa trời mang đà la chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa thôn đêm cúng dường mười muôn ưng đấng vân ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bốn quân ăn cơm xong đi kinh hành lời phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng không cứ anh và xa lời ca lăng tận và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ma thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm phật niệm pháp niệm tăng xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra vì sao vì cõi của đức phật đó không có ba đường giữ xa lời phân cõi của đức phật đó tên đường giữ còn không có huống gì lại có sự thần những giống chim đó là do đức phật a di đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi xa lời phân trong còi nước của đức phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao và đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu thế như trăm nghìn tư nhạc đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm phật niệm pháp niệm cõi nước của đấng phật đó thành tựu công đấng trang nghiêm dường ấy xa lời phật nơi ý ông nghĩ sao đức phật đó vì sao hiểu là a di đà xa lời phật đấng phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi số cán cõi nước trong mười phương không bị chướng vì thế nên hiểu là a di đà xa lời phân đứng phần đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếm nên hiểu là a di đà xa lời phân đứng phật a di đà thành phần nhận lại đến nay đã được mười kiếm xa lời phân lại đứng phần đó có vô lượng
văn đệ tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tinh đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xả lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu không đứng trang nghiêm giường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyển. Trong đó có rất nhiều vị bậc những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên tăng kỳ để nói thôi. Xả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó. Vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế câu hỏi mồn chỗ xa lời phân chẳng có thể dùng chút ít tiền căn hướng đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó. Xa lời phân nếu có thiền nam tử thiền nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời phân ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng. Xa lời Phật như ta hôm nay người khen công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tô Di Tướng Phật Đại Tô Di Phật Tô Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra cương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời phân thế giới phương nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quang phân đại diêm kiên Phật tu di đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà sa số những đứng Phật như thế đều tại nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng khả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh
sân tan bất cả tư nghị công đức nhưng tiếc chư Phật sở hộ niệm này. Xa lời quan thế giới vương băng có đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế. Đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh ca ngươi phải nên tín kinh sừng tan bất khả tư nghị công đức nhưng thiết chư Phật sao niệm này xa lời phân thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đản ma Phật phám tràng Phật trì pháp Phật hằng hà xa số những đức Phật như thế. Đều ở tại nước mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh cả người phải nên kính kinh chân tan bất cả tư nghị công đức nhưng thiệt chư Phật sao niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đấng phạm âm Phật tu vương Phật hương thường Phật hương quang Phật đại diệm kiên Phật tạm sanh bửu hoa nghiêm thân Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đứng Phật kiên nhưng thiên nghĩa Phật như tu di chân Phật hằng hà xa số nhưng đứng Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành tấn rằng chúng sanh các người phải nên tin kinh xưng tán băng khả tư nghị công đức những thiên chư Phật sở hộ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào. Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm xa lời phân vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật khởi những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hộ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác xả lời phân cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đấng Phật nói xả lời phân nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi hoặc hiện nay sanh về hoặc sẽ sanh về xa lời phân cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân nếu người nào có lòng tin tài phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia xa lời phật như ta hôm nay người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đấng Phật các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trước màn trượt trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác
Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tâm cả thế gian có tin này xa lời Phật phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường. Thần hành việc khó nay đặng thành bậc vô thượng chánh giác và vì tầng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ Phật mà lui ra. Bồ phí tâm kinh tâm trí huệ thanh thanh rộng lớn sáng trong ngần trắng bận mây trần lào là một tánh thiên chân bao trùm muôn loại trắng phân thanh phàm mà vẫn tâm ấy lần trang sang suốt cõi bờ kia một bước đến nơi an trải lòng tròn đủ xưa nay công thành qua chân có bài đích đang hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại thiền vô ngại đến trong thầm vào trí huệ mở thông mà soi thấy năm uẩn đều không có gì độ tất cả không chi khổ ách trong thức tâm hiện cảnh sắc ra sân không chung ở một nhà không chẳng khác sắc sắc nào khác không sắc tướng cùng đồng không tướng không tướng y như tượng sắc kia thọ tượng hành thân phân chia cũng lại như vậy tống về chân không bò sang tướng nhân ông tạm đó các pháp kia tướng nọ luôn chân chẳng sanh chẳng dứng thường chân chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm ma cơ ấy nên cõi trên không giới thể lào lào vô ngại thường chân vốn không ngủ uẩn âm thân sáu căn chẳng có sáu trần cũng không thấy rỗng không mà không nhãn giới biết hoàn toàn thân cũng không mời tánh không sang suốt đại đồng vô minh chẳng có mưa hồng hán chi vẫn không có thân gì già chết huống chi là hên chết già sao tư đế cũng chẳng có nào không chi là chi có nào đắng chi do vô sở đắc ly tân cả nhân pháp kia đều xả nhi không mấy vẫn lòng trí huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngại gì không quay ngại có chi cũng bố từng xa lìa mộng tưởng đảo điên tâm không rộn ráo chưa duyên niết bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn tam thế Phật y đàn bán nhà đao bồ đề chứng quả chánh chân cho hai bán nhà là hơn pháp môn tôi thắng cõi chân mau về thì thần chú linh tri đại lần thì thần chú đúng bừng quang minh ấy chú tôi thượng ngoài linh ấy chú vô đẳng thanh thịnh ngoài thần trừ tất cả nguyên nhân các khổ thức tịnh lòng giác ngộ vô sư thiên nhiên chân thiền bấn hư an làm thần chú chân như thuyết rằng yên đế ba la yên
Bồ Đề Tát Bà Hán. Yên đế, yên đế Ba La, yên đế Ba La Tăng, yên đế Bồ Đề Tát Bà Hán. Yên đế, yên đế Ba La, yên đế Ba La Tăng, yên đế Bồ Đề Tát Bà Hán. Thân Phật diệt tội chân ngôn ly Bà Ly Ba Đế cầu ha cầu ha Đế Đà Ra Ni Đế Ni Ha Ra Đế Tỳ Lê Nê Đế Ma Và Đế Chân Lăng Càng Đế Ta Bà Hăng Ly Bà Ly Ba Đế cầu ha cầu ha Đế Đà Ra Ni Đế Ni Ha Ra Đế Tỳ Lê Nê Đế Ma Và Đế Chân Lăng Càng Đế Ta Bà Ly Bà Ly Ba Đế cầu ha cầu ha Đế Đà Ra Ni Đế Ni Ha Ra Đế Tỳ Lê Nê Đế Ma Ha Và Đế Chân Lăng Càng Đế Ta Bà Hăng. Đại Từ Đại Bi Thương Chúng Sinh Đại Đại Xá Cứu Muôn Loài Tương Tố Choi Sáng Từ Trang Nghiêm Đệ Từ Chí Tâm Quy Mạng Lễ Biến tri minh hạnh tung thiền thế thế gian giải vô thường trì điều ngự trưởng vô thiên nhân sư Phật Thế Tôn Nam Mô Đà Bảo Như Lai Nam Mô Bảo Thắng Như Lai Nam Mô Diệu Sẵn Thân Như Lai Nam Mô Quảng Bá Thắng Như Lai Thầm phương thường trú tam bảo Nam mô thầm phương thường trú tam bảo Nam mô thầm phương thường trú tam bảo Đệ tử hôm nay quỳ trước điện chí tâm đảnh lễ đấng từ tôn đã bao phen sanh tử danh dồn trôi lăn mãi trong vòng lụng đảo anh Thế Tôn đã đinh ninh dạy bảo mà con còn đắm đuối mê say mắt xem huyễn cảnh hằng ngày tai thính tiếng mẫn đường vua ninh Mùi quen người mùi thơm bất tịnh lưỡi dền theo lắm chuyện gây go thân ham dùng găm vóc xe xua ý mơ tưởng bao la vũ trùng bởi lùng dục lòng tham không đủ lấp che lần trí huệ từ lâu hôm nay mong giác ngộ hồi đầu Nguyện tội ác từ nay dừng bỏ chuyện xấu căn ra khỏi lầm mê trước đài sen thành kính hướng về tịnh tam động quy tam bảo phần giới căn chuyên trì chú đáo dừng tận cùng công lễ vô minh chi phàm phu tự lực khó thành cầu đại giang từ bi gia hộ dù phải chịu muôn ngàn gian khổ anh con dâng lòng vì đạo hy sinh nương từ quan tìm đến bửu thành đặng tự gian giác tha viên mãn nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
phung tụng công đức thù thanh hạnh vô biên thanh phước giai hồi hướng phổ quyền pháp giới chư chúng sanh tông vang vô lượng quang phần sáng nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chân minh liệu vô nguyện tội chương tất tiêu trừ thế thế thương hành bồ tát đạo nguyện sanh tây phương tịnh độ trung cơ phẩm liên hoa vi phù màu hoa khai kiếm phần ngộ vô sanh bâng thôi bồ tát vi bàn lỡ nguyện di thử công đức phổ cầm nhân thế ngã đẳng giữ chúng sanh giai công thành phật đạo tự quy phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo cả phát lòng vô thường tự quy tự quy tăng xin nguyện chúng sanh thông lý đại chúng hên thái công ngài ai dục thân nghiệp thứ ba gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh theo lời Phật dạy trong kinh ai đem vạn trạng thiên hình ngu si ngục tù chướng ngại u mê luân hồi muôn kiếp cũng vì ai ân cuộc đời sống tựa mây vần đóng xương vô định mấy lần tu di không than nước mắt đầm về nếu đem tích chứa suối khe nào bằng vương vòng ái dục vi bằng biển mê sinh tử xích thần rối ren địa ngục thông thọ mây phen cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than súc sinh quả bao thân cam bồ câu chim sẽ thanh hàm dâm tàn nếu sanh trong cõi người ta vợ con bất chính đạo nhà chẳng vui bao nhiêu khổ bao chôn bùi do nhân ái dục khiến đời khổ đau phẩm tiền tha thiết khẩn cầu ăn năn sám hối tật sâu phát lô kể từ vô thủy đến giờ luân thường chẳng giữ tương tư vợ người mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan thì theo ni cũng tính toan làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đẩy đưa ý quyền cưỡng bức gạn lừa khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng mà trắng hoa mèo má gà đồng mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài nay con đã hiểu chuyện đời chí thành sám hối sau thời ăn năn nhờ công sám hối nào phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường sanh ra chẳng tự cửa nhờ tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh thập phần tương tố quang minh thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần xa lìa dùng vọng ái ân
biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần quy đảnh lễ pháp thân Phật Đà. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm ác miệng môn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm trộm dệt theo tấn công nói lưỡi hại chiều nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh lời kinh giáo huấn rõ ràng đó là những địa ngục đàn đó xa cùng loài ngạ quỷ ác ma chịu nhiều thống thiết thảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh làm loài qua cú phát thanh rợn người, nếu sanh trở lại cõi người miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa ở trong thân quyên bất hòa, hai tranh hai cái người xa lánh dần miệng gây nghiệp ác ngu đần quý tam bảo ngàn lần ăn năn anh cúi đầu kinh lại Thế Tôn một lòng sám hối lòng son giải bày chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn với người gây gỗ tránh hơn nói năng bất nhã khinh lợn người trên chẳng phân quen là sang hèn thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng miệng mồm chửi rủa phủ phàng khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa cùng người xô xa quất hòa oán trời trách đất kêu la quỷ thần miệng mồm la lối vang trần tạo ra khẩu thiên thần cũng kiên tội tình vô lượng vô biên nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu đời con chẳng biết từ đâu chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên ăn không nói có hư huyền đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn cha con thân quyến bạn hiền cũng mưu lừa dối nói điên làm quan làm cho chia rẽ họ hàng làm cho nước mất nhà tan mới đành hoặc dùng yêu thuật mà hàng miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân tứ thiền bám định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền bày điều sai khiến lòng thiên sấm trò thấu đảo chuyển miền gió mưa nay con sám hối xin chừa lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ hoặc dùng lời lẽ tiếng to văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh hoặc dùng âm nhạc trữ tình hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi lẳng lơ lời nói tiếng cười làm điều sằng bậy dụ người tà dâm mà khiến người mê sắc loạn tâm anh mọi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay hoặc dùng ý ngữ khoe tài vu khống xuyên tạm chê bai trung thần dèm pha hiếu tử hiền nhân khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay có oan có nỗi có bài ôm lòng hoan hận tôi dày sự sanh nay con phát lộ chí thành tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ kể từ kiếp kiếp nghìn thu
tán dương ngoài mặt đảnh đều sáu lưng dèm pha phần tán đôi đường tấn công khích bác lợi dường như dao vua tôi nghe kỳ lắm nhau vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa hai bên liền kết an hòa cũng vì theo vết dèm pha sự tình gây nên thù oán giao tranh làm cho nước loạn dân lành khóc la ác nghiệp như nước hằng hà lòng thành sám hối xin tha nghiêm dày con nguyện tu sửa từ đây nguyện cho tội ác miệng này hóa không ác nghiệp miệng sám vừa xong nhờ công đức sám mà lòng được yên an âm thanh tam thứ đủ duyên biện tài bốn thứ chu viên tự thành phán ngôn lời lẽ đành đành nói năng hòa hợp ý lành lời chúng anh ai nghe cũng thỏa tấm lòng biết rành ngôn ngữ tục phong mọi miền ngôn từ bất tuyệt liên miên khiến người giải thoát ưu phiền phàm phu nhập hàng thanh giả chân tu anh mở con mắt tuệ phá tù tối tâm mà con xin phá nguyện nhất tâm mà sám hối nghiệp miệng mê làm xưa nay cúi đầu năm vóc trương đại hướng về tam bảo miên mài quý ơi nam mô thiện công đức phật nam mô thiện sắc phật nam mô thiện thức phật nam mô thiện tâm phật nam mô thiện quang nam mô sư tử nguyệt phật nam mô bất khả thắng phật nam mô bất khả thắng vô ý phật nam mô vô lượng phật nam mô tóc dữ phật nam mô bất động tâm phật nam mô sân nam mô bất khiếp nhược thinh phật nam mô bảo oai đức thượng vương phật nam mô bất yểm túc tạng phật nam mô bất khả động phật nam mô danh vô uy phật thân nghiệp khẩu nghiệp sám rồi sao gia quan cũng phải thời ăn năn hướng về vô thủy tội căn giác quan thứ nhất mắt hằng thấy trái ăn tâm mê sắc đẹp bên ngoài màu mè xanh đỏ gái trai mỹ miều mà lòng tham sắc dễ siêu mộng mơ
bất chính tạo nhiều đắng cay. Tai ưa đàn ngọt hát hay, những lời êm dịu vui vầy nỉ non, làm cho chi kỷ hao mòn, ý tưởng hôn ám mê hồn loạn tâm anh. Mùi ham mùi xả hương trầm, mùi thơm hoa lá ý lầm phát xanh, lưỡi thèm thịt béo ca tanh, bội thêm gốc khổ tội sanh thâm đầu. Thân ưa lửa miệng gấm màu, càng ham hoa lệ tội sâu càng nhiều, ý tưởng tưởng cao siêu, lời đăng chánh pháp bỏ liều chẳng ưa. Sáu căn án nghiệp nào vừa, con xin sám hối nguyện chừa nghiệp căn, nguyện xin sám hối mắt trần, nhờ công đức chứng phạm thân phật đàn. Cùng hàng Bồ Tát thấy xa, ý niệm hai tướng vượt qua chẳng lầm, sám tai công đức vô ngần, thừa nghe chánh pháp thành thần thuyết tuyên. Nhờ công đức sám mũi nên, ngửi mùi hương tích não phiền dẹp tan. Công đức sám lưỡi vô vàng, nếm toàn pháp vị không màng lời danh. Sám thân công đức hoàn thành, áo Như Lai mặc hiếu rành tánh không. Sám ý công đức cũng đồng, diệu thân nghĩa đế nhập dòng vô sanh. Đại nguyện con đã trần tình, mong gầy công đức chúng sanh nương nhờ. Nguyện đem cái mạng sống hờ, quy tam bảo vương bờ tử sanh. Nam mô danh tự tại hộ thế gian Phật. Nam mô danh long tự tại thinh Phật. Nam mô danh pháp hành quán tuệ Phật. Nam mô công đức trụ trì Phật. Nam mô danh diệu thắng tư tài tướng thông xưng Phật. Nam mô danh diệu thắng tư tài thắng Phật. Nam mô danh lạc pháp phân tận Phật. Nam mô danh pháp giới trang nghiêm Phật. Nam mô danh đại thừa trang nghiêm Phật. Nam mô danh tịnh tịnh vương Phật. Nam mô danh giải thoát hành Phật. Nam mô danh đại hải di lưu khởi vương Phật. Nam mô danh hiệp tụ na la diệm vương Phật. Nam mô danh tán hoại kiến ma luân Phật. Nam mô danh tinh tấn căn bảo vương Phật. Nam mô danh đắc Phật pháp ba đầu ma Phật.
Nam mô danh đất Phật Nhãn Phân Đà Lợi Phật. Nam mô danh Tùy Tiền Giác Giác Phật. Nguyện nhờ công đức chi thành sám hối mà được thân hình kim cang, sống lâu vô lượng tuổi vàng, không còn vương mắc vào đàn tật sân, không còn tư tưởng hại nhân, tâm từ bi cùng bội phần thăng hoa, thương người như thể con ta, thấy ai nguy chẳng nề hà tính toán anh. Giúp cho tới chỗ an toàn, còn đem chánh pháp luận bàn độ nhân, người người đều cảm Phật ân, không còn sợ hãi mười phần mừng vui, quy hết thảy Phật rồi, con đem tính mạng gửi nơi Phật Đà. Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Di Lặc Phật. Nam mô Long Chưởng Thượng Tôn Vương Ây Phật. Nam mô Long Tự Tại Vương Phật. Nam mô Bảo Thắng Phật. Nam mô Giác Hoa Định Tự Tại Vương Phật. Nam mô Ca Sa Tràng Phật. Nam mô Sư Tử Hống Phật. Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Trang Nghiêm Bồ Tát. Nam mô Quang Tự Tại Bồ Tát. Cuối đầu đảnh lễ chư tôn, con xin sám hối tôi còn ác tâm, trộm cướp ác nghiệp của thân, nếu không sám hối thâm phần khổ đau ai. Trong kinh đã dạy như sao, vật kia có chủ mặc dầu nhỏ nhen, cọng rau ngọn có cây kim, mà không cho chẳng được mưa tìm đoạt sang, huống chi len lấy trộm càng. Chỉ vì lời nhỏ nghiệp hoang ngầm đầu, chịu nhiều khổ bao rất sâu, xa vào địa ngục muôn màu hải kinh. Chịu bao thống khổ gia hình, hoặc tìm nẻo giữ súc sinh, mà vào lạc đà lừa ngựa bò trâu, đem thân vác nặng
trả oán ai. Làm người cũng chẳng an toàn, làm thân tôi ta để hoàn tội xưa. Trộm cướp có bao chẳng vừa, nay còn sám hối xin chừa lòng tham. Nay xin sám tội đã làm, mà kể từ vô thủy lòng tham ngâm trời. Bán vàng tài sản của người, hoặc dùng sức mạnh giữa hơi công quyền. Nói lời xuôi ngưỡng đảo điên, công từ chiếm đoạn lợi riêng cho mình. Hoặc về hối lộ gia hình, bé ngay thành vại cố tình hại nhau. Hoặc làm quan lại đứng đầu, dung túng kẻ hạ mưu cầu tham ô. Của công quản lý hồ đồ, chia bai cắt xén lợi to về mình. Thuế nông thuế mãi không trình, qua đò vườn ai cố tình đi không. Này con phát lộ cầu mong anh, ăn năn sám hối ăn đồng triệt tiêu. Lại trừ bao kiếp xưa lâu, độ dùng tam bảo cúng cầu đoạt tranh. Nhang đèn pháp khi tượng kinh, cũng đồ ẩm thực để dành nuôi tăng. Áo quần thiên tinh cung dường, cũng rình trộm cắp làm gương thấm hèn. Cao dừa củi đuốc dầu đèn, lụa tơ phan lòng cất riêng để xài. Quả hoa thiên tinh cung bài, ý quyền thao tung lấy xài tự nhiên. Nay còn sám hối tội kiên, chư Phật Bồ Tát thánh hiền chứng tri. Kể từ vô thủy mà ghi, tội con chồng chất cũng vì tánh tham. Của thầy của bạn cũng ham ăn, cũng vì lời lòng mà cam dối lừa. Xóm giềng thân cận chẳng ưa, rơi rào thuê vắng chín bừa đất đai. Của người sang đòa công khai, của công bọn rút mà xài biệt riêng. Con xin chư Phật thánh hiền, chứng minh con nguyện tinh chuyên sám trừ. Kể từ vô thủy đến giờ, đành thành pha nướng đảo mồ lương dân. Em người mang đỡ thân nhân, em cho sải nghe tàn đàn mới cảm. Tội tình vô cáo cầm da ma, gây nên hoàng trai bắt nam chia lìa. Tạo bao thảm cảnh não nề, nay xin sám hối trăm bề ăn năn. Kể từ vô lượng thời gian anh, lạnh giao thương mãi lầm hàng bán buôn. Bán thì cân nhẹ đâu non, buôn thì nài em chẳng còn nướng tay. Cắt đo thực tất ngăn dài, đổi hàng tốt xấu ra tài con buôn. Tìm cầu chúng lời còn con, chẳng nề gian xảo núi non nào tay. Dâng lời thề nguyện hôm nay, ăn năn sám hối phận thầy chứng minh. Kể từ vô lượng kiếp sanh, soi tường khuyết vách nổi danh cường đồn. Chẳng che cướp giật đổ hồ, trong thì lấn lướt ngoài hồ ly tình. Mượn trò bói toán tương tình, dối gian miệng lợi cho mình mà thôi. Ăn kia nói chẳng đủ lời, nay con sám hối nướng nơi phần đa. Cầu cho ác nghiệp được tha, chư tôn hiền thánh thương mà chứng minh. Tội kia con đã chi thành, ăn năn sám hối tội tình hoàn không. Nhờ công đức sám hên lòng, mà được ngọc như ý hành thông đời đời. Ngọc châu mưa xuống từ trời, y phục thực phẩm muốn thời có ngày.
không còn ý tưởng trộm vay. Người người đều biết đủ đầy chẳng tham, lỗi lầm chẳng nhiễm tâm can, lại ưa bố thí rải ban phước lành, hồi hướng cầu nguyện hoàn thành, thiện tâm thí độ chúng sanh muôn loài. Nam mô công đức tự tại Phật, Nam mô thính tự tại Phật, Nam mô thế tự tại Phật, Nam mô quán thế tự tại Phật, Nam mô vô lượng tự tại Phật, Nam mô ý trụ trì Phật, Nam mô địa trụ trì Phật, Nam mô ni di trụ trì Phật, Nam mô khi trụ trì Phật, Nam mô công đức tánh trụ trì Phật, Nam mô sắc thắng Phật, Nam mô chuyển pháp khởi Phật, Nam mô nhật thiết quang hình thị Phật, Nam mô phán nhật thiết vô yểm túc hành Phật, Nam mô pháp thành tựu Phật, Nam mô thiện hộ Phật, Nam mô thiện tư duy Phật, Nam mô thiện hỷ Phật. Ái dục thân nghiệp thứ ba, gốc nguồn vô tận ta bà thọ sinh, theo lời Phật dạy trong kinh, ai đem vạn trạng thiên hình ngu si, ngục tù chướng ngại u mê, luân hồi muôn kiếp cũng vì ái ân, cuộc đời sống tựa mây vần, đóng xương vô định mấy lần tu di, không than nước mắt đầm về, nếu đem tích chưa suối khe nào bằng, vương vòng ái dục vi bằng, biển mê sinh tử xích thần rối ren, địa ngục thông khổ mây phen, cùng loài quỷ đôi tiếng rền khóc than, súc sinh quả bao thân cam, bồ câu chim sẽ thanh hàm dâm tàn. Nếu sanh trong cõi người ta, vợ con bất chính đạo, nhà chẳng vui, bao nhiêu khổ bao chôn vùi, do nhân ái dục khiến đời khổ đau. Phẩm tiền tha thiết khẩn cầu, ăn năn sám hối tật sâu phát lô, kể từ vô thủy đến giờ, luân thường chẳng giữ thương tư vợ người.
mưu sâu dụ dỗ đoạn chơi, xâm phạm trinh tiết phá đời gái ngoan, tỳ kheo ni cũng tính toán, làm nhớ phạm hạnh hoang đàn đẩy đưa. Ý quyền cưỡng bức gạn lừa, khiến người tan tác cũng chưa thỏa lòng, mà trắng hoa mèo má gà đồng, mà chẳng phân biệt hàng đàn ông vô loài. Nay con đã hiểu chuyện đời, chỉ thành sám hối sau thời ăn năn, nhờ công sám hối nào phiền ác nghiệp dâm dục tự nhiên được trường. Sanh ra chẳng tự cửa nhờ, tâm thân thanh tịnh là nhờ hóa sinh, thập phần tương tố quang minh, thông minh định ngộ tinh anh tuyển trần. Xa lìa dùng vọng ái ân, biết đời hư ảo hồng trần thoát ly, trong mơ cũng chẳng suy vì, như như bất động tu trì chánh nhân. Nay đem tính mạng tâm thần, quy đánh lễ pháp thân Phật Đà. Nam mô Thiện Sư Phật. Nam mô Phổ Thiện Phật. Nam mô Cam Lộ Công Đức Phật. Nam mô Thiện Nhãn Phật. Nam mô Sư Tử Tiên Phật. Nam mô Phật Nhãn Phật. Nam mô Hiệp Tổ Phật. Nam mô Tật Trí Dũng Phật. Nam mô Thiện Trụ Phật. Nam mô Thập Hành Phật. Nam mô Sư Tử Thu Phật. Nam mô Hải Mạng Phật. Nam mô Năng Độ Bỉ Ngạn Phật. Nam mô Thiện Tư Duy Phật. Nam mô Xưng Vương Phật. Nam mô Trụ Trì Phật. Nam mô Thiện Giả Ma Phật. Nam mô Thiện Hành Phật. Cuối đầu kinh lễ Như Lai, con xin sám hối nghiệm sai miệng mồm, ăn miệng bốn thứ bao gồm lời nói thô ác ôm sòm dệt theo, tấn công nói lưỡi hại chiều, nói lời chẳng thật đặt điều dối gian anh. Lời kinh giáo huấn rõ ràng, đó là nhân địa ngục đàn đóa xa, cùng loài ngạ quỷ ác ma, chịu nhiều thống thiết khảo tra ngục hình. Nếu sanh vào cõi súc sinh, làm loài qua cú phát thanh rợn người. Nếu sanh
sanh trở lại cõi người. Miệng mồm hôi thôi nói lời điêu hoa, ở trong thân quyên bất hòa. Hai tranh hai cái người xa lánh dần, miệng gây nghiệp ác ngu đần. Quý tam bảo ngàn lần ăn năn ăn, cúi đầu kinh lại Thế Tôn. Một lòng sám hối lòng son giải bày, chúng con nhiều kiếp đến nay dùng lời thô ác mà gây giận hờn. Với người gây gỗ tránh hơn, nói năng bất nhã khinh lợn người trên. Chẳng phân quen là sang hèn, thốt lời nhục mà dưới trên chẳng màng. Miệng mồm chửi rủa phũ phàng, khiến người khóc hận tìm đàn tránh xa. Cùng người xô xa quất hòa, oán trời trách đất kêu la quỷ thần. Miệng mồm la lối vang trần, tạo ra khẩu thiên thần cũng kiêng. Tội tình vô lượng vô biên, nay xin sám hối nghiệm điên dập đầu. Đời con chẳng biết từ đâu, chuyên lòng dối trá mưu cầu lợi điên. Ăn không nói có hư huyền, đặt điều nói láo làm tiền người tin ăn. Cha con thân quyến bạn hiền, cũng mưu lừa dối nói điên làm quan. Làm cho chia rẽ họ hàng, làm cho nước mất nhà tan mới đành. Hoặc dùng yêu thuật mà hàng, miệng khoe quan đã cứu thành thánh nhân. Tứ thiền bán định chứng phần Bồ Tát La Hán được thân thánh hiền. Bày điều sai khiến lòng thiên, sấm trò thấu đảo chuyển miền gió mưa. Nay con sám hối xin chừa, lòng con chi thiết tóc tơ phản lộ. Hoặc dùng lời lẽ tiếng to, văn hóa trao chuốc mưu đồ lời danh. Hoặc dùng âm nhạc trữ tình, hoặc dùng son phấn tô mình vẽ môi. Lặng lơ lời nói tiếng cười, làm điều sằng bậy dụ người tà dâm. Khiến người mê sắc loạn tâm ăn, mỏi mòn chỉ khi lỗi lầm chẳng hay. Hoặc dùng ý ngữ khoe tài, vu khống xuyên tạm chê bai trung thần. Dèm pha hiếu tử hiền nhân, khiến cho hậu thế nghi lầm người ngay. Có oan khó nổi có bài, ôm lòng oan hận tôi dày sự sanh. Nay con phát lộ chí thành, tất cả nghiệp ác tội danh sám trừ. Kể từ kiếp kiếp nghìn thu, gây ra tội lỗi oán thù vì đâu. Bày ra lời nói đôi chiều, tán dương ngoài mặt đặng điều sau lưng. Dèm pha phần tán đôi đường, tấn công khích bác lợi dường như dao. Vua tôi nghi kỵ lẫn nhau, vợ chồng ly tán bạn bầu lìa xa. Hai bên liền kết an hòa, cũng vì theo vết dèm pha sự tình. Gây nên thù oán giao tranh, làm cho nước loạn dân lành khóc la. Ác nghiệp như nước hằng hà, lòng thành sám hối xin tha nghiệp dày. Con im lư vừa bén chiên đàn, khắp sông pháp giới đạo tràng. Mười phương hiện thần mây bao kiên tường, chư phần rõ biết ngọn hương chi thiền. Pháp thân toàn Liền ban
khai bồ tát. Phật pháp rộng sâu đấng nhiệm màu, trăm nghìn muôn kiếp tìm cầu. Nay con nghe thấy chuyên trì tụng Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Nam Mô Liên Trì Hai Hội Phật Bồ Tát. Phật nói kinh cùng với 1250 vị đại tỳ kheo câu hỏi đều là bưng a la, mọi người đều quen biết Như Làm. Trưởng lão Xá Lợi Phất, Đại Mộng Kiền Liên, Đại Ca Diếp Ma Ca Chiên Viên Mà Câu Y La Li Bà Đa Châu Lợi Bà cùng đến dự hội. Bây giờ đứng Phật báo ngài Trưởng lão Xá Lợi Phất rằng: Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức cõi phần, có thế giới tên là Cần Lạc. Trong thế giới đó có đứng Phật hiệu là sự khổ chi hướng những điều vui, nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có bảy tầng bao lớn, bảy tầng mảnh lưới, bảy tầng hàng cây đeo bằng bốn chân, bao bao bọc giáp vòng. Vì thế nên nước đó tên là Cần Lạc Xá Lợi Phất. Lại trong cõi Cần Lạc có ao bằng bảy chất báo, trong ao đầy dãy nước đổ tám công đứng. Đấy ao thuần dùng các vàng trái làm đăng, vàng bạc lưu ly pha lê thành những thềm đường ở bốn bên ao. Trên thềm đường có lầu gác cũng đều hiếm sức bằng bạc lưu ly pha lê. Xa cừ xích châu mã não, trong ao có hoa sen lớn như bánh xe, hoa sắc xanh thời ánh sáng xanh, sáng vàng thời ánh sáng vàng, sáng đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng
thời ánh sáng trắng màu nhiệm thơm tho trong sành. Xa lời phong coi nương cần là thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi nương của Đức Phật đó thường trói giang trời. Đấng bằng vàng rồng ngày đêm sao thời rơi hoa trời mang Đà La chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm đều lấy đầy hoa đựng những hoa thôn. Đêm cúng dường mười muôn ân đấng văn ở phương khác đến giờ ăn liền trở về bôn quân ăn cơm xong đi kinh hành. Phân cõi nương cần làm thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy lại nữa. Xa lời phân cõi đó thường có những giống chim màu sáng xinh đẹp lạ thường nào chim bành hàng Khổng Tước Anh và Xa Lợi Ca Lăng Tân và công màng những giống chim đó ngày đêm sau thời kêu tiếng hòa nhã tiếng chim đó diện nói những pháp như ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần ba thanh đạo phần vân vân chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim xong thải đều niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xa lời phân ông chớ cho rằng những giống chim đó thiên là do tội báo sanh ra. Vì sao? Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường giữ. Xa lời phân cõi của Đức Phật đó tên đường giữ còn không có. Hướng gì lại có sự thần những giống chim đó là do Đức Phật A-di-đà muốn làm cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm ra đây thôi. Xa lời phân trong cõi nước của Đức Phật đó gió nhẹ thôi động các hàng cây bao hòa đông mạnh lưới bao làm vang ra tiếng vi diệu. Thế như trăm nghìn tư nhà đồng một lúc hòa chung người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng niệm Phật niệm pháp niệm tăng. Xa lời cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân nơi ông nghĩ sao Đức Phật đó vì sao hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật đó hào quang sáng chói vô lượng soi số căn cõi nước trong mười phương không bị chướng ngại. Vì thế nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật đó và nhân dân của ngài sống lâu vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp nên hiểu là A-di-đà. Xa lời phân Đức Phật A-di-đà thành Phật nhận lại đến nay đã được mười kiếm. Xa lời phân lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên thành văn đề tử đều là bậc A La Hán. Chẳng phải tinh đêm mà có thể biết được hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế. Xa lời phân cõi nước của Đức Phật đó thành tựu công đứng trang nghiêm dường ấy. Xa lời phân lại trong coi cần là những chúng sanh vãng sanh vào đó đều là bậc bất thôi chuyển. Trong đó có rất nhiều vì bậc những sanh bồ xứ số đó rất đông. Chẳng phải tính đêm mà biết được chỉ có thể dùng số vô lượng vô biên A Tăng kỳ để nói thôi. Xa
trả lời Phật chúng sanh nào nghe những điều trên đây. Nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó, vì sao? Vì đằng cùng với các bậc thường thiện nhân như thế, câu hỏi một chỗ xa lời Phật chẳng có thể dùng chút ít thiện căn. Hướng đứng nhân duyên mà được sanh về cõi đó, xa lời Phật nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói Đức Phật A Di Đà rồi chấm trì danh hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, mong lòng không tạm loạn. Thời người đó đến lung lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng hàng thanh chúng hiền thân ở trước người đó. Người đó lung trên tâm thần không điên đảo liền đặng vãng sanh về cõi nước cưng là của Đức Phật A Di Đà. Xa lời Phật ta thấy có sự lời in ấy nên nói những lời như thế. Nếu có chúng sanh nào nghe những lời trên đó, nên phải phát nguyện sanh về cõi nước cưng lạng xa lời Phật như ta. Hôm nay người khen công đức lời anh chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà. Phương Đông cùng có Đức A Xung Bề Phật Tô Di Tướng Phật Đại Tô Di Phật Tô Di Quang Phật Diệu Âm Phật Hằng Hà Sa Số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Thương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Nhưng thế chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Nam có đứng nhật nguyệt đăng Phật danh văn quan văn đại diêm kiên Phật Tu Di Đăng Phật vô lượng tinh tấn Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều tại nước mình hiện ra. Tướng lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bằng cả tư nghề công đức. Những thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương Tây có đức vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bưu tướng Phật tịnh quang Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thần rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất cả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sở hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương băng cò đứng diêm kiên Phật tôi thắng âm Phật nan trở Phật nhật sanh Phật vong minh Phật hằng hà sa số những Đức Phật như thế đều ở tại nước mình hiện ra. Thương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức. Nhưng thiết chư Phật sa hộ niệm này xa lời Phật thế giới phương dưới có đức sư tử Phật danh
Phật, Phật danh quang, Phật đản ma, Phật pháp tràng, Phật trì pháp, Phật hằng hà sa số, những đức Phật như thế đều ở tại nương mình hiện ra. Cơn lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thật rằng chúng sanh các ngươi phải nên kính kinh chứng tan bất cả cơ nghề công đức. Nhưng khi chưa phần xa hồ niệm này xa lời phân thế giới phương trên có đứng phạm âm phần tu vương phần hương thường phật hương quang phần đại diệm kiên phần tạm sân bửu hoa nghiêm thân phần ta la thọ vương phần bảo hoa đứng phần kiên nhưng thiên nghĩa phần như tu gì chân phần hằng hà xa xô nhưng đứng phần như thế đều ở tại nương mình hiện ra. Tương lưỡi rộng dài trầm khắp cõi tam thiên đại thiên, mà nói lời thành thân rằng chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh xưng tán băng khả cơ nghề công đức. Những thiên chư Phật xa hồ niệm này xa lời phân nơi ý của ông nghĩ thế nào? Vì sao tên là kinh nhưng thiết chư Phật xa hồ niệm xa lời phân? Vì nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó và nghe danh hiệu của các đấng Phật thời, những thiện nam tử cùng thiện nữ nhân ấy đều được tất cả các đức Phật hồ niệm đều được không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Xả lời Phật cho nên các ông đều phải tin nhận lời của ta và của các đấng Phật nói. Xả lời Phật nếu có người đã phát nguyện hiện nay phát nguyện sẽ phát nguyện muốn sanh về cõi nước của đức Phật A Di Đà thời, những người ấy đều đặng không thôi chuyển nơi đạo vô thường chánh đẳng chánh giác. Nơi cõi nước kia hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, hoặc sẽ sanh về, xa lời Phật cho nên các thiền nam tử thiền nữ nhân, nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia, xa lời Phật như ta hôm nay. Người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của các đấng và các đấng Phật đó cũng người khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của ta mà nói lời này. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay làm được việc rất khó khăn hy hữu, có thể ở trong cõi ta bà đời an năm món trừa kiếm trừa kiếm trừa phiền não trừa chúng sanh trừa màn trừa trúng mà ngài chứng được ngôi vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngài vì ca chúng sanh nói kinh pháp mà tăng cả thế gian có tin này, xa lời phần phải biết rằng ta ở trong đời án ngũ trường thần hành việc khó này tặng thành bậc vô thượng chánh giác. Và vì tăng ca thế gian nói kinh pháp khó tin này, đó là rất khó đức Phật nói kinh này rồi. Ngài xa lời phân cùng các vị tỳ kheo tất cả trong đời trời, người A Tu La vân vân nghe lời của đức Phật dạy đều vui mừng tin nhận đánh lễ phẩm mà lui